vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Harry Won nói một câu khiến ai cũng giật mình về việc Sully tự sát. Sau việc chia sẻ cảm xúc bàng hoàng khi hay tin ngôi sao trẻ tuổi người Hàn tự vẫn ở tuổi 25. Sự việc ngôi sao xứ Hàn Sully qua đời tại nhà riêng vào chiều 13 tháng 10 gây sốc không chỉ với người hâm mộ Hàn Quốc. Ngay tại Việt Nam, các sao Việt bày tỏ cảm xúc tiếc thương cho nữ thần tượng 25 tuổi. Harry Won là một người Hàn Quốc, phát triển sự nghiệp từ bên Hàn chuyển sang Việt Nam và trở thành ngôi sao nổi tiếng. Cô không khỏi bàng hoàng khi hay tin một đồng nghiệp cùng quê hương qua đời. Trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành viết lời xót xa. Không thể tin nổi là cô ấy đã qua đời, miệng đời thực sự đáng sợ, quá tội nghiệp, mới có 24 tuổi. Những lời ngắt quãng như muốn thể hiện cảm xúc đột ngột khi hay tin. Dù không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Harry Won nhận thấy điều khiến Sully phải cùng quẫn tự vẫn chính là những lời chỉ trích từ một bộ phận anti-fan, cư dân mạng xứ Hàn. Chính vì vậy, Harry Won một lần nữa lên tiếng. Lời viết có thể là làm cho linh hồn người ta tươi sáng, vui vẻ, ngược lại có thể xé tan nát linh hồn. Câu nói của Harry Won khiến nhiều người giật mình, không ít cư dân mạng khi đọc vào sẽ tỉnh ngộ. Không chỉ riêng showbiz Hàn, trong showbiz Việt, các nghệ sĩ cũng phải từng ngày, từng giờ đối mặt với những áp lực từ những bình phẩm chỉ trích từ miệng lưỡi thế gian. Hoa hậu Hương Giang đau lòng trước sự việc, bày tỏ niềm cảm thông bởi cô hiểu về áp lực dư luận, cô viết. Vẫn biết là người công chúng thì phải chấp nhận được tất cả áp lực dư luận, kể cả những lời cay độc nhất. Thế nhưng không phải ai cũng có thể đứng vững trước những áp lực kinh khủng đó. Họ tỏ ra hạnh phúc, mạnh mẽ suốt một thời gian dài, cho đến khi sâu trong lòng sự cô đơn và trống rỗng chiếm lấy toàn bộ tâm hồn và lý trí của họ. Ninh Dương Lan Ngọc xót xa khi hay tin Sully qua đời. Đọc tin mà không tin vào mắt mình, không tin là sự thật. Dù miệng luôn mỉm cười, nhưng chắc chỉ trong lòng cô ấy mới biết được bản thân đã chịu đựng những gì. Thậm chí nữ diễn viên còn mong tin tức này chỉ là một trò đùa ngày cả tháng 4, bởi chứ thấy này thì đau xót quá. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình chia sẻ tin Sully qua đời gây chấn động châu Á. Anh bày tỏ cảm xúc rất buồn vì thích Sully và theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ từ lâu. Tội nghiệp, em follow cô này lâu rồi, biết là cô ấy có vấn đề không ổn về tâm lý mà. Trịnh Thăng Bình viết, OnlyC cũng đăng tải dòng trạng thái chia buồn với fan của Sully. Khổng Tú Quỳnh vô cùng sốc trước thông tin này. Mình thật sự sốc đó Sully ơi, bạn đã chịu quá nhiều áp lực rồi, yên nghỉ thanh thản. Cư dân mạng bày tỏ niềm xót xa, tiếc nuối cho số mệnh của Sully. Khi cô qua đời lúc còn quá trẻ, sự nghiệp vẫn đang phát triển, tiền đồ còn ở phía trước.